Em Kim vừa mới nhận cái cục hàng xong, tuy là nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này nhưng mà nó chứa chan rất là nhiều tình cảm của em Kim dành đến toàn thể cô chú quý anh chị cũng như là từng cái sản phẩm mà em Kim xuất xưởng nha. Thì bây giờ mình làm khui hàng xem đây là hàng gì nhé. Dạ vâng, đây là những cái cầu chì mà em Kim thường xuyên mua với số lượng nhiều. Bình thường là em Kim sẽ đặt với giá là 500 cái, tại vì em Kim nhà em Kim xài rất là hao luôn. Lý do tại sao hao là bình thường ngoài cái việc mà em Kim trang bị lên từng cái sản phẩm mà mình xuất xưởng đi thì mình luôn dự trù cho khách hàng từ 5 đến 10 cái ha, lớn nhỏ khác nhau tùy theo xe mà em Kim sẽ soạn những cái cầu chì nó phù hợp với xe để mà mình gửi đến cô chú anh chị, để phòng những cái trường hợp mà cấp bách nửa đêm nữa hôm, hoặc là xe mình đang vận hành ở nơi vắng người khó mua thì cần thiết thì mình có ngay và luôn để thay thế, để mà tiếp tục vận hành máy để kịp tiến độ bàn giao cho khách hàng cũng như là bàn giao cho những nhà đầu tư nha. Đó là lý do tại sao mà các anh lớn thích mua hàng bên nhà em Kim, là vì thấy em Kim chu đáo và biết nghĩ cho khách hàng. Và em Kim bán hàng đó thì theo một cái phương châm là mình nhìn được thì khách hàng mới nhìn được, kể cả là mình xài được thì khách hàng mới xài được. Và tuy là giá trị trên cái sản phẩm này nó không cao nhưng mà giá trị tinh thần rất là cao, là vì đôi khi cần thiết thì nó giải quyết được rất nhiều việc cho anh chị mình đang vận hành máy tại công trường cũng như là công trình nha. Vì vậy mà em Kim luôn đặt cho mình một cái tiêu chí nhất định là luôn đồng hành cùng khách hàng cũng như là tất cả các anh đang lái máy để giải quyết những cái vấn đề mà bất ngờ thường xảy ra, và đơn giản nhất mà các anh thường không chuẩn bị, đơn giản như là cái cầu chì. Thì bình thường mấy anh là vận hành máy chuẩn bị dầu nhớt các cái ABCD quan trọng, nhưng ít ai mà chuẩn bị những cái phần không quan trọng đó là cái cầu chì. Đấy, thì đôi lúc vào ban đêm ban hôm hoặc là ở mình đánh máy ở cái vùng xa đó thì một cái cầu chì nó cũng gây rắc rối được cho quý anh chị, đúng không ạ? Cho nên những phần đơn giản mà em Kim thường chuẩn bị đôi khi nó rất là quan trọng cho những anh lái máy. Đó là một trong những cái lý do tại sao mà khách hàng luôn tin tưởng và chọn em Kim để cho em Kim bảo dưỡng một con xe và chuẩn bị một cái con máy để sẵn sàng vào công trường làm việc. Và có rất nhiều thứ mà em Kim đã âm thầm chuẩn bị cho khách hàng bao nhiêu năm qua mà em Kim không có nói ra, là vì em Kim biết rằng là mình nói nó không có tác dụng, chỉ có mình làm thực tế thì nó mới có tác dụng. Cho nên là em Kim ít có bao giờ chia sẻ lên đây. Nhưng ngày hôm nay em Kim chia sẻ lên đây là cố ý muốn truyền tải đến cho cô chú anh chị một cái thông điệp rằng tất cả những sản phẩm đều như nhau, khác nhau ở cách bảo dưỡng, khác cách làm việc thôi. Đó, thì em bảo dưỡng làm sao mà phù hợp với công việc của anh chị, giống như một chiếc xe đạp mình có thể tự mình đạp, hoặc là mình chở hàng, mình chở người, hoặc là mình có thể lấy nó đi trang trí. Thì chiếc máy đào nó cũng thế, tùy theo địa phương, vùng miền và công việc thì em Kim sẽ bảo dưỡng cái con xe phù hợp nhất có thể để mà mình làm việc một cách tốt nhất. Vậy thì các nhà đầu tư cũng như là khách hàng đã vững vàng niềm tin để chọn một cái sản phẩm tại kho hàng em Kim chưa ạ? Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không gọi ngay cho em Kim xem có chiếc máy đào nào phù hợp với công việc của anh chị hiện nay là không, mà mùa mưa là cái mùa rẻ nhất, mà không mua thì mua cái mùa nào nữa. Cuối cùng là em Kim cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe cái thông điệp mà em Kim truyền tải đến cho cô chú anh chị một cách chân thực nhất. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào cái video tiếp theo nha.